Tập 17. Cô xem tôi mang gì đến đây? Thỏ con thích ăn cà rốt nhất. Con thỏ của tôi không ăn cà rốt đâu. Nó không ăn tạp như cô nghĩ. Nó không phải là con thỏ tầm thường. Nhưng mà con thỏ nào cũng thích ăn cà rốt cả. Ăn đi. Tôi đã nói không ăn là không ăn. Tỷ tỷ, cô tin tôi một lần đi. Tôi không gạt tỷ đâu. Tôi không cho nó ăn đâu. Không sao đâu. Cô cho nó ăn thử đi mà. Tôi đã nói không được là không được. Cô cho nó ăn thử đi. Hai người đây làm gì vậy? Tỷ tỷ, có phải cô ấy ép tỷ ăn cà rốt không? Tôi cho cô hay. Tỷ tỷ không thích ăn cà rốt đâu. Cô đừng ép tỷ tỷ ăn nữa. Không phải. Cô ấy ép con thỏ của tôi ăn thôi. Thì ra là vậy. Con thỏ này của tỷ tỷ, tất nhiên nên giao cho tỷ tỷ đút nó mới đúng chứ. Tỷ tỷ, con thỏ tôi không bao giờ ăn mấy thứ này đâu. Nó khác với các con thỏ kia. Con thỏ của tỷ tỷ rất khác biệt. Cô không thấy tỷ tỷ xinh đẹp như tiên sao? Cho nên con thỏ của tỷ ấy là thỏ tiên. Có lý nào thỏ tiên lại ăn mấy thứ này? Tôi cho cô hay. Cô đừng cho con thỏ tiên này ăn bậy đó. Đây là con thỏ mà tỷ tỷ quý chuộng nhất. Cô cho nó ăn bậy, lỡ như nó xấu bụng thì sao? Tôi chỉ muốn... Hai người nhìn xem, nó thích ăn lắm đó. Thỏ con, bộ cậu bị ma nhập sao? Sao lại ăn cà rốt? Cậu điên rồi sao? Không biết nghe lời gì cả. Tỷ tỷ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đi theo tôi. Cậu đó, không chịu nghe lời gì cả, làm cho tôi mất mặt. Tôi đã nói rồi, cậu ăn những thứ dưới trần gian sẽ bị bệnh đó. Nhả ra hết đi. Sao trời ơi sao trời, mỗi lần nhìn thấy bạn tôi đều cảm thấy vui. Nhưng mà Trư ca ca, tại sao lại tỏ ra không vui? Tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao Trư ca ca nhìn thấy tôi liền nổi giận chứ? Thực ra tôi phải làm thế nào Trư ca ca mới thích đây? Tôi thương tỷ lắm. Tôi thương tỷ lắm. Tôi thương tỷ lắm. Tôi thương tỷ lắm. Trư ca ca. Trư ca ca. Trư ca ca. Ngày xưa, ngày xưa có một con heo con thương một cô gái xinh đẹp. Tuy là con heo chưa từng nói ra, nhưng mà trong lòng của nó rất nôn nao. Thật sao? Thật đó. Tôi thương yêu, thương yêu tỷ lắm. Tôi yêu Hằng Nga tỷ tỷ. Hằng Nga. Hằng Nga, tội cho cụi ta bám theo đàn từ cung trăng đến đây, không một lời quán trách. Lẽ ra ta muốn nhanh chóng thuần phục nàng. Vì vậy mới đúng theo phong cách đánh nhanh rút lẹ của tôi. Sư phụ, mời mời. Mời. Xin mời. Thiên sư, chẳng hay thầy đến đây có chuyện gì không? Người không thấy sao? Thiên sư đến đây dùng cơm là vinh hạnh của các người. Có những món nào ngon nhất mang hết ra đây. Dạ dạ, có ngay, nhanh tay lên. Sao các con lại ăn nói với hương thân như vậy? Hương thân là nguồn tài chính của chúng ta. Không có tiền thì sống bằng gì đây? Các con nghĩ coi. Dạ phải, dạ phải. Không có cơm ăn, làm sao chúng ta đi? Ta cho các con hay. Hương thân là nước, chúng ta là thuyền. Nước có thể tải thuyền, có thể tải thuyền cũng có thể làm đất thuyền. Nhiều chuyện, ai muốn con nói? Dạ phải. Rượu đây rồi. Xin mời. Nào nào, để con rót cho sư phụ.
Sư phụ mời. Chúc sư phụ làm ăn phát tài, thêm phúc thêm thọ. Đánh đầu thắng đó, bảo tồn thế lực. Đúng đó, đánh đầu thắng đó. Đánh đầu thắng đó. Câu này nghe hay, ta thích lắm. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Nhiều món ăn quá. Ăn đi. Ăn đi. Người đẹp, người đẹp, qua đây ngồi ăn chung đi. Các người làm gì vậy? Ngồi xuống đây. Buông tay ra, buông tay ra. Sao các con lại thô bạo như vậy? Như vậy không có được đâu. Này, ta cho các con hay, không thể đối xử với gái nhà lành như vậy. Có hiểu chưa? Muốn làm gì cũng phải kín đáo một chút. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ đã dạy chúng con chiêu này. Thật ra sư phụ trách lầm chúng con rồi. Sư phụ có địa vị cao sang, tầm nhìn rộng thoáng, có lý nào để thích hạng đàn bà như vậy? Theo con nghĩ, trên đời này chỉ có một người xứng với sư phụ thôi. Người duy nhất trên đời. Cô gái thần bí. Cô gái thần bí. Cô gái thần bí à? Chúng con nhất định sẽ bắt cô ấy về. Phải, khi nào cần thiết giao cho sư phụ bảo vệ. Bảo vệ, bảo vệ cô gái thần bí đó. Thiên sư à, sáng dịp cũng có không? Ta sẽ chơi với các người cho vui. Lại đây với thiếp, lại đây với thiếp. Uống với thiếp đi. Đại gia uống với thiếp đi. Uống với thiếp đi. Lại đây đừng đi mà. Lại đây. Này đại gia đừng có đi mà. Lại đây uống với thiếp đi. Quy rồi. Lần trước đến đây còn có nước. Lần này đất đã khô nứt. Tính sao đây? Có cách rồi. Chào tất cả mọi người. Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là con gái út của Đông Hải Long Dương. Tôi tên Tiểu Long Nữ. Hôm nay tôi đến nhờ mọi người giúp đỡ, cho tôi mượn nước. Tôi biết nay đang là mùa khô hạn, chỗ nào cũng thiếu nước. Nhưng Tiểu Long Nữ tôi là con người biết ghi ơn. Hôm nay tôi mượn nước cũng vì đáp lại người từng ban ơn cho tôi. Hãy tin tôi đi. Hôm nay các vị giúp tôi, sau này tôi nhất định sẽ đền đáp. Cảm ơn các vị. Cậu đừng sợ. Tôi chỉ hỏi cậu mượn ít nước thôi. Các vị hãy tin tôi đi. Tôi không làm hại các vị đâu. Tôi chỉ hỏi các vị cho mượn ít nước thôi. Nếu như các vị không tin tôi. Tôi lấy máu rồng để thề, tuyệt đối không hủy hoại cây cỏ.
Cảm ơn các vị. Sau này tôi sẽ đền đáp. Tạm biệt. Vị Ngưu ca đang làm gì vậy? Vị Ngưu ca. Huynh đang làm gì vậy? Không có gì, tôi đang chơi đó thôi. Chơi à? Chơi khiên đá sao? Không thể nào. Tôi khẳng định huynh đang luyện công. Huynh luyện võ công gì vậy? Có phải huynh sẽ áp dụng võ công này để làm bánh nướng ngon hơn hay không? Hoàn toàn không liên quan đến làm bánh nướng đâu. Tôi luyện lực tay thôi. Luyện lực tay thôi. Luyện lực tay à? Vị Ngưu ca, không phải tôi muốn nói huynh đâu. Huynh cũng biết võ đại thúc khó tánh. Sao huynh còn chọc giận ông ấy vậy? Ông ấy có giận tôi cũng phải luyện. Tại sao vậy? Tôi làm như vậy là không muốn cô ấy buồn thôi. Huynh nói Hằng Nga tỷ tỷ à? Chính cô ấy kêu huynh làm vậy sao? Sao cô ấy kêu huynh làm? Tôi nói cho cô nghe, cô giữ bí mật giùm tôi. Tôi hứa giữ bí mật cho huynh. Hay là vậy, nếu huynh không tin tôi móc tay với huynh. Móc tay rồi xem như đồng ý. Huynh nói mau lên. Cô có nhìn thấy hai mặt trời không? Tôi phải bắn rơi một cái. Cô ấy kêu huynh bắn rơi mặt trời à? Đừng có cười tôi. Đừng có cười mà. Đừng có cười. Tôi thấy mắc cười lắm. Hằng Nga tỷ tỷ từ đâu đến vậy? Sao lại kêu huynh bắn rơi mặt trời? Tôi cũng không biết. Cô ấy vừa gặp tôi thì bắt tôi tập kéo cung, tập bắn tên. Tôi không tập thì cô ấy không vui. Tôi thấy cảnh đó tôi không nỡ lòng. Tôi đành phải làm thôi. Cho nên huynh đến đây luyện tập à? Lúc đầu cô ấy đến xem tôi tập. Sau đó cô ấy chơi tôi ngốc, không có sức mạnh. Cho nên mới giận tôi. Tôi muốn làm cho cô ấy vui, cho nên đến đây tập một mình. Nếu như tôi thành công, chắc cô ấy vui lắm. Vậy Ngưu ca, có phải huynh thương Hằng Nga tỷ tỷ không? Đừng nói bậy. Vậy tại sao huynh lại xem trọng chuyện này? Tôi biết, một khi đã thương yêu một người, cho dù phải làm chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện, có đúng vậy không? Đúng vậy. Hai thùng nước đó có phải cô lấy về cho? Đúng vậy. Tôi thấy mỗi ngày huynh ấy phải đi hơn 10 dặm đường để lấy nước, nhưng huynh ấy lại tham ngủ như vậy. Cho nên tôi nghĩ, nếu tôi đi nước giùm huynh ấy nhất định sẽ. Nói tiếp đi. Sao cô không nói? Có phải cô và bác ca? Không phải đâu. Đã trễ lắm rồi, tôi đi về đây. Vậy Ngưu ca, huynh cũng tranh thủ về sớm đó. Thỏ con, ngoan nha. Ngoan nha, tỷ tỷ. Lỡ do tiểu long nữ, cô ấy không biết đây là con thỏ tiên. Có lẽ củ cà rốt đó đã hại con thỏ thần bệnh cả ngày nay. Thỏ con à, cô đừng rờ nó nữa. Cậu không thấy nó khó chịu lắm sao? Phải. Tỷ tỷ, không đúng, không phải chỗ này. Không phải chỗ này, phải hay sao? Không phải đâu tỷ tỷ à. Y quán này khám cho người. Muốn khám cho thỏ con phải đi tìm thú y đó. Khám thú y à? Có một lần tôi bị bệnh, chủ nhân tôi đưa tôi đi khám bệnh. Đại phu đó kêu tôi đi khám thú y. Cậu bị bệnh đi khám thú y à? À không, à không. Thỏ con bệnh làm cho tôi cũng rối tung lên. Có một lần con heo nhà tôi bệnh, tôi ẵm nó đi khám bệnh. Đại phu nói nó bị bệnh nên đi khám thú y. Cô làm cho tôi hồ đồ rồi. Rốt cuộc cậu bị bệnh hay là con heo nhà cậu bị bệnh? Cô đừng hỏi nhiều nữa, mau đưa con thỏ đi khám bệnh cho yên lòng đi. Chúng ta đi mau. Thú y ở bên kia kìa. Đi mau lên. Bác ca. Bác ca. Khởi kiểu. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ mất tích rồi. Từ từ thôi. Nhẹ tay thôi. Không nghe ta kêu các con nhẹ tay hay sao? Ra ngoài, ra ngoài. Bỏ lên ra ngoài đi. Ra ngoài.
Chưa tới 3 canh giờ không được trở về đây. Đi mau. Tiểu mỹ nhân. Này, cô muốn ngồi dậy à? Ta đỡ nàng cho. Này, nàng sao vậy? Buông ta ra. Nàng ngoan lắm. Nàng đúng là tiểu mỹ nhân mà. Nàng có muốn ta hôn nàng không? Người tránh ra. Người tránh ra. Nàng đừng từ chối ta mà. Lại đây với ta. Ta cởi áo giùm nàng nghe. Để ta cởi áo cho. Người tránh ra. Tránh ra. Nàng kêu cứu cũng vô ích thôi. Xung quanh 10 dặm trong vùng này đều là người của ta. Trên trời có hai mặt trời cũng không ai lo. Ta chỉ bắt cóc nàng thôi. Sẽ không ai nói ta đâu. Là huynh ấy. Sao huynh ấy lại đến trần gian vậy? Kẻ nào dám đánh Ô Thiên Sư vậy? Người có biết không? Đụng chạm với Bổn Thiên Sư, người sẽ chết thê thảm. Với khả năng của người à? Hằng Nga, cụ đã đến trễ, làm hại nàng hoảng sợ. Sao ngài lại đến trần gian? Cô đừng hỏi nhiều nữa. Cô cho tôi theo hầu cô để góp phần sức mọn. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời của cụ này. Ta giết ngươi. Cẩn thận. Cảm ơn cô nhắc nhở. Sao huynh lại nói vậy? Chính huynh đã cứu tôi. Lẽ ra tôi phải cảm ơn huynh mới đúng. Không. Có thể góp sức cho cô là trách nhiệm của tôi. Nếu là trách nhiệm của huynh, vậy tôi không nói nhiều nữa. Cáo từ. Cô không thể cho tôi đưa cô về nhà sao? Vừa rồi ngài đã tốn khá nhiều sức lực rồi. Cáo từ. Thôi được. Cô thấy đó, thuốc mê trong người cô chưa tan hết đâu. Nên để tôi đưa cô về nhà thì tốt hơn. Thả ta xuống. Ta không tha cho ngươi đâu. Ta không tha cho ngươi đâu. Vị đại tỷ kia, xin hỏi cô có thấy không? Thấy gì hết. Vị đại ca, xin hỏi huynh có gặp tỷ tỷ tôi không? Vị tỷ tỷ nào? Tỷ ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Có phải vợ tôi không? Vị tỷ tỷ kia, vừa rồi cô có nhìn thấy một vị cô nương rất rất xinh đẹp đi ngang đây không? Huynh nói tôi đó hả? Con thỏ này bán sao vậy? Bán cái đầu cô. Không bán thì thôi, sao lại hung dữ vậy? Bộ trên đời này toàn là người đẹp chắc. Trương ca ca. Cô làm gì vậy? Sao vậy? Sao lại hung dữ với tôi? Cô đó, mọi chuyện đều cho cô gây ra cả. Tại tôi à? Tại tôi chuyện gì? Tôi biết rồi, huynh kiếm thùng để lấy nước chứ gì? Tôi lấy nước về dùng huynh rồi. Về đi, về đi. Trương ca ca, huynh xem, tôi đã lấy nước về cho huynh làm bánh nè. Cô nhiều chuyện quá đi. Khi không cô lại xách nước đến đây làm gì? Cô rắc rối thật. Quỳnh có biết không? Tôi vất vả lắm mới có thể lấy được nước mang về. Tôi không cố ý đâu.
Bác ca, xảy ra chuyện gì? Quỳnh hỏi cô ấy xem. Khi không để cho con thỏ ăn thứ gì đâu, làm hại con thỏ bị bệnh. Tỷ tỷ phải đưa con thỏ đi khám bệnh, do đó mới mất tích. Cậu nói sao? Cô ấy bị mất tích à? Phải, cô ấy bị mất tích tại đây. Tôi tìm nãy giờ vẫn chưa thấy nữa. Tôi thấy lo lắm. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chắc là bị bọn xấu bắt đi rồi. Không được, tôi phải đi tìm cô ấy. Quỳnh giúp tôi đưa con thỏ đến thú y. Tôi đi tìm cô ấy. Bác ca. Cô nương, cô không sao chứ? Chú ca ca cần dùng nước. Tôi đã hứa với Quỳnh ấy, nhất định phải lấy nước về cho Quỳnh ấy. Bác ca thiệt là... Chúng ta đến rồi. Sao ngài đưa tôi đến đây? Cô nhìn xung quanh đây xem. Cây cỏ xanh tươi, không khí mát mẻ, còn có lá bay nhẹ nhẹ, dòng nước trong xanh. Cô không cho rằng đây là nơi lý tưởng để tỏ tình sao? Ngài đừng nói ngon nếu ngọt nữa. Nếu đây là những lời nói thật lòng, như vậy cũng chấp nhận được thôi. Tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Thì ra xưa đây ngài đều có ý đồ với tôi. Người xưa có câu, con người ai cũng thích những gì đẹp nhất. Ai kêu cô là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Cô kêu tôi không động lòng sao được? Hằng Nga. Thôi được rồi, cứ xem như tôi có ý đồ với cô. Vậy tôi hỏi cô, Ngọc Đế có ý đồ với cô không? Tên Đô Thiên Sư có ý đồ với cô không? Còn tên Trư Bát Giới cứ bám theo cô nữa. Ngài quan quan thiêu cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nếu cô xem lòng mến mộ mà người ta dành cho cô như là một ý đồ, vậy thì năm xưa lúc hậu nghệ lấy cô, hắn cũng có ý đồ với cô chứ gì, đúng không? Quỳnh ấy thì khác. Khác ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn không phải đàn ông sao? Quỳnh ấy là đàn ông, còn là một người đàn ông phi thường. Người đàn ông đã bắn rơi chính mặt trời trên trời. Quỳnh ấy là một vị anh hùng, là thần tượng anh hùng trong hàng triệu triệu con tim suốt ngàn năm qua. Đúng, hắn là một anh hùng. Rất tiếc hắn đã chết rồi. Còn Quảng Hàn Cung thì quá rộng lớn, lạnh buốt xương. Nhìn vào đó không thấy điểm cuối ở đâu. Cho dù có cũng thành hư vô mà thôi. Một sự hư vô vĩnh viễn. Thử hỏi sắc đẹp của cô làm được gì? Cho dù cô là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không có tình yêu của đàn ông thì có được gì đâu? Không phải, quá lãng phí. Hậu nghệ chưa chết. Lần này tôi giáng trần là để tìm Quỳnh ấy. Cô nói nhị ngu à? Chắc cô từng ăn bánh nướng do hắn làm. Thế nào, có phải ngon lắm không? Cô từng nhìn thấy tác phong làm việc của hắn chứ? Ai cũng mê, ai cũng mê. Chẳng lẽ năm xưa hậu nghệ cũng mê hoặc cô như vậy sao? Tôi không nói với Quỳnh nữa. Quỳnh muốn gì? Tôi không muốn gì cả. Chỉ muốn ngắm nhìn cô thôi. Nhìn đến khi nào chán mới thôi. Để tôi đi. Khoan đi đã. Khốn kiếp, tôi phải ngắm nhìn cô. Tôi không cảm thấy, không cảm thấy cô đang chửi tôi. Quỳnh cho rằng tôi không dám đánh Quỳnh phải không? Hằng Nga, tôi nói thật, cô không cảm thấy chúng ta xứng đôi lắm sao? Quỳnh xéo đi. Xéo đi. Được, tôi sẽ đi. Nhưng có chuyện này tôi nhất định phải nói với cô. Hôm nay cô đánh tôi càng mạnh tay, thì sau này cô sẽ đối xử với tôi. Ôi nóng quá. Tỷ tỷ. Tỷ. Tỷ về rồi hả? Tỷ làm cho tôi sắp đứng tim đó. Chẳng phải cô vẫn sống nhăn hay sao? Làm gì có chuyện đứng tim? Tôi lo cho tỷ lắm đó. Không biết tỷ đi đâu.
Tôi đi tìm khắp cả thành, chỉ còn thiếu chưa báo quan thôi. Tôi đi đâu mắc mới gì đến cậu? Đúng là không mắc mới đến tôi, nhưng mà tôi lo cho tỷ. Tôi sợ tỷ gặp phải kẻ xấu, sợ tỷ bị người ta ăn hiếp. Gặp kẻ xấu? Gặp kẻ xấu thì sao? Tôi bị người ta ăn hiếp thì sao? Miễn sao tôi thích, cậu cứ mặc tôi. Tỷ tỷ, nhưng mà sao hôm nay tỷ nóng tánh quá vậy? Tôi chỉ quan tâm tỷ thôi, có can thiệp quyền tự do của tỷ đâu. Quan tâm tôi à? Ai biết được cậu có ý đồ gì không? Thảo con, sao lại ở đây? Ngoan lắm. Thảo con, cậu ra đi làm gì? Chắc là khát nước phải không? Chờ một lát nha. Nào, cậu khát nước lắm phải không? Sao tỷ tỷ không cho cậu uống nước vậy? Tỷ tỷ nghe tôi nói đi. Hai mặt trời có thể làm chứng cho tôi. Trong thâm tâm tôi xem tỷ tỷ như tiên nữ bất khả xâm phạm vậy đó. Ai dạy cậu nói những câu đó vậy? Tỷ tỷ, tôi biết tỷ không thích lời ngon tiếng ngọt. Tỷ không phải là người phạm tục. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, cậu có biết không? Thỏ con, thỏ con, tôi từng nói với cậu nhiều lần rồi, chứ cậu đừng ăn bậy kia mà. Thức ăn đó không hợp vệ sinh, cậu ăn vào sẽ bệnh và bị xấu bụng đó. Tỷ tỷ, sao cô lại nói như vậy? Tôi không nói cô, tôi chỉ dạy con thỏ thôi. Trương ca ca, sao cô ấy lại nói như vậy? Sao lại nói như vậy à? Tỷ ấy không chửi cô thì vì tỷ ấy tốt bụng. Ai kêu cô đụng vào con thỏ của tỷ ấy? Nhưng mà con thỏ của cô ấy khát nước. Cô nói bậy. Có lý nào con thỏ của tỷ ấy lại khát nước được? Tôi đã nói nhiều lần rồi, đây là con thỏ tiên, không cần ăn, không cần uống. Cô biết không, cô đúng là kẻ nhiều chuyện. Sao cô đòi xen vào chuyện này vậy? Tỷ tỷ, thỏ con, cậu thấy sao? Còn sốt à? Không bị sốt sao cậu lại run rẩy? Tôi biết cậu không thích chỗ này. Lỗi do tôi. Tôi đưa cậu xuống trần gian chịu tội. Tại sao chúng ta không thể đến nơi mà chúng ta thích vậy? Nhưng mà cậu ráng chịu đựng đi, rồi đây chúng ta sẽ được tự do. Tôi biết cậu muốn nói gì với tôi. Thực ra trong lòng tôi cũng nghĩ như cậu đó. Tôi đã chán chỗ này lắm rồi. Những người sống tại đây chỉ biết làm bánh rồi mang đi bán. Bán xong lấy tiền mua bột về lại làm bánh. Ngoài chuyện đó ra họ chẳng biết làm gì khác. Trên người của họ chỉ có mùi bột mì thôi, ngoài ra là mùi hành. Tôi nghĩ đến cũng muốn ói. Ai vậy? Tôi là Dị Ngưu. Tôi đến quét dọn giùm cô. Người đàn ông đáng ghét kia, tối ngày chỉ lo làm công việc của đàn bà thôi. Vào đây đi. Cô nương, cô không sao chứ? Tôi không có gì hết. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Người đàn ông này chỉ biết ăn cơm làm bánh, lau dọn quét nhà và giặt giũ giùm tôi. Không giống hậu vệ một chút nào hết. Cô nương, cô không được khỏe à? Tôi không sao cả. Tôi chỉ lo cho huynh thôi. Lo cho tôi? Cô lo chuyện gì? Hằng ngày huynh chỉ lo làm chuyện lặt vặt, huynh không thấy khó chịu trong lòng hay sao? Ý cô nói tôi lo quét dọn à? Như vậy tốt chứ đâu. Cuộc sống của lão bá tánh ai cũng như vậy thôi. Được, vậy huynh cứ làm tiếp đi. Cô sao vậy? Hư rồi, tôi sửa lại cho cô. Không cần đâu, tôi chỉ ở đây vài ngày thôi. Cô yên tâm, nhanh lắm mà. Cô chờ một lát đi. Người đàn ông này thật đáng ghét. Đừng nói là hậu nghệ, còn thua kém cả cụi nữa. Tuy cụi không phải là người tốt, nhưng cái trai huynh ấy là người dám yêu dám hận, dám nói dám làm.
khác với tên này, không biết làm gì cả. Muốn hắn bắn rơi mặt trời à? Không biết phải chờ thêm bao lâu nữa. Đừng có mơ. Thỏ con, tiếng động này nghe quen lắm phải không? Hồi ở Quảng Hàn Cung thường nghe thấy tiếng động này. Quỳnh làm gì vậy? Tôi đang đánh mũi, chúng đáng ghét lắm. Ngốc thật, có ai lấy búa đánh mũi bao giờ? Dị ngu, dạ. Sao giờ này mới trả lời, ra làm bánh đi. Dạ con đến ngay. Lại làm bánh. Cô nương, xong rồi, giường sửa xong rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Đại thúc, con đến ngay. Chỉ biết làm bánh thôi. Thỏ con, chúng ta nằm nghỉ một lát. Chắc quá vậy. Các con ngu ngốc thật. Uống cơm gạo của ta. Mạnh tay lên. Sư phụ, sư phụ tự bước xuống đi. Cảm giác thế nào? Thả tôi xuống đi. Thả tôi xuống đi. Đại ca, ngài lại trở về làm gì? Ngươi dám có ý đồ với người của ta, lẽ ra ngươi phải chết thảm lắm. Không không, đại ca, tôi bây giờ tôi đã biết cô ấy là người của ngài. Ngài cho tôi mượn trời làm gan, tôi cũng không dám. Kẻ không biết ta không trách. Nhưng sau này ngươi phải làm theo ý của ta. Ta bảo đảm ngươi thật sự trở thành thiên sư thần thông quảng đại. Tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi. Thật sao? Tôi sẽ trở thành thiên sư thần thông quảng đại. Mọi người đều phải nghe lời tôi à? Ngài nói như vậy có nghĩa là ngài sẽ làm đại ca của tôi à? Có đúng không? Có thể nói như vậy. Sao ngài không nói sớm? Vậy thì tôi yên tâm rồi. Qua đây, qua đây, qua đây. Bái kiến đại ca đi. Mau lên. Bái kiến đại ca. Bái kiến đại ca. Đại thúc, về đi chưa? Đổ thêm nước. Đổ thêm nước đi. Bao nhiêu đây đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Đừng vội, đừng vội. Cứ từ từ, từ từ. Từ từ thôi. Đại thúc, tôi thấy ông là một người có sức chịu đựng. Sao ông có thể đối xử với những ngu tốt hơn vậy? Hắn à? Hắn là kẻ chậm chạp, không là không được đâu. Có cái nào cán xong chưa? Đưa cho tôi mau. Dạ. Nào nào, bỏ vô chảo, bỏ vô chảo. Giỏi lắm. Đại thúc à, thực ra tôi cảm thấy Nhị Ngu Ca rất thông minh. Nó đâu có thông minh bằng cô. Cô tiếp thu nhanh, nó chậm hiểu lắm. Ông quá khen đó thôi. Còn chuyện này, tôi phát hiện dạo này Quỳnh ấy có chuyện buồn đó. Có chuyện buồn gì? Nó không có đâu. Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung lạnh quá. Quảng Hàn Cung lạnh quá. Không có người nào cả. Thỏ con.
Thỏ con. Thỏ con đâu? Thỏ con. Thỏ con. Thỏ con. Thỏ con. Trư ca ca, huynh tìm gì vậy? Cậu đến đây làm gì? Hai người đứng nấu nãy giờ mà chưa được món nào cả. Làm ăn vậy sao chứ? Ai nấu nướng đâu? Chúng tôi đang lo làm bánh, thời gian đâu mà nấu nướng. Đi đi, kìa đã cản mũi. Thái độ gì mà lạ vậy chứ? Trư ca ca, huynh đang đỡ cái này đi. Chỉ có cô tốt với tôi thôi. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Diễn Vũ ca, mau lên mau lên. Chuyện gì vậy? Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ sao vậy? Ai ăn hiếp tỷ? Tránh ra. Tránh ra. Tỷ tỷ, suốt cuộc để xảy ra chuyện gì? Bác ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại như vậy? Huynh hỏi tôi biết hỏi ai đây? Thỏ con. Cô là thỏ ngọc trên trời. Sao lại chết vậy? Tôi không thể thiếu cậu. Tôi không thể thiếu cậu được. Huynh đừng đụng vào tôi. Đừng đụng vào con thỏ của tôi. Nó đã chết rồi. Bộ huynh không nghe quấy nói gì sao? Huynh còn đụng vào làm gì? Bộ huynh điếc à? Chú ca ca, huynh đừng nổi giận. Mau nghĩ cách đi. Có rồi. Tôi có mang theo thuốc cho thỏ con uống. Uống vào sẽ khỏi bệnh. Cô làm gì vậy? Tiểu Long Nữ, tôi từng nói với cô nhiều lần, kêu cô đừng cho thỏ con ăn bậy. Cô cho nó ăn thứ này ăn thứ nọ. Cô muốn hại chết nó hay sao? Tôi chỉ muốn cứu nó thôi mà. Cô im đi. Con thỏ của tôi chết rồi. Ai sẽ nói chuyện với tôi? Ai sẽ nói chuyện với tôi? Thỏ con, chỉ có cậu chơi với tôi thôi. Cậu ở đâu vậy? Cậu ở đâu vậy? Tránh ra. Đưa con thỏ cho tôi. Nó đã chết rồi. Chết rồi. Con thỏ của tôi chết rồi. Khủng khiếp quá. Chỗ này khủng khiếp quá. Đáng sợ hơn Quảng Hàng Cung nữa. Con thỏ của tôi chết rồi. Rồi đây đến lượt tôi. Tóc tôi sẽ rụng hết. Da của tôi sẽ nhăn dần. Nhăn dần. Các người là ai? Tôi không quen các người. Các người cũng không quen tôi. Không được. Tôi không thể. Tôi không thể ở lại đây. Tôi không thể ở lại đây nữa. Tỷ tỷ. Hàng Nga tỷ tỷ. Nguy rồi, lần này Hàng Nga tỷ tỷ sẽ không trở về đây nữa đâu. Cô là hung thủ. Trư ca ca, huynh nói gì vậy? Tôi nói gì à? Có lý nào cô không hiểu tôi nói gì? Lần trước cô độc hại con thỏ không thành, lần này lại đòi cho nó uống thuốc. Ý huynh nói tôi muốn hại chết con thỏ à? Bộ tôi nói sai sao? Trong chuyện này đã quá rõ ràng. Trước tiên cô dùng cà rốt, sau đó cô dùng thuốc. Chẳng lẽ cô còn muốn chối hay sao? Tôi thích nó như vậy, có lý nào tôi lại hại nó? Tại sao cô phải hại chết nó à? Tại vì tỷ tỷ xinh đẹp, cô cũng cảm nhận được điều đó. Cô cũng biết tỷ là người đẹp nhất trần gian, cho nên cô ganh tị. Bà ca, không phải lỗi của Tiểu Long Nữ đâu. Huynh im đi. Mắc mới gì tới huynh? Huynh vốn không hiểu. Cô ấy là kẻ xấu xa. Một khi cô ấy đã có ý đồ, ác hơn loài rắn độc đó. Sao huynh lại cho rằng tôi là con rắn độc? Không phải, không phải, tôi nói lộn. Không phải con rắn độc, mà là một con rồng độc. Một con rồng chuyên hạ độc. Tôi thật không hiểu. Tại sao mỗi khi hạnh phúc đang đến với tôi, cô đều đến phá đám vậy? Một cô thích làm vậy lắm sao? Một cô làm như vậy thấy sung sướng lắm sao?
Trư ca ca, huynh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không hiểu lầm cô, tôi ghét cô lắm, cô có biết không? Tôi ghét những kẻ giả vờ đau lòng khóc lóc như cô. Tôi rất ghét bộ mặt hiện giờ của cô ấy. Tôi ghét cô lắm. Cô đi đi. Nếu huynh ghét tôi như vậy, tôi sẽ đi. Này, khoan đi đã. Bác ca, cô giữ cô ấy lại đi. Huynh đừng giữ chân cô ấy nữa, không ai cần cô đâu. Đi đi.